quý vị, hiện nay thì tình hình mất trật tự an toàn giao thông trước cổng trường tại một số tuyến đường lớn trên địa bàn thành phố Cần Thơ đang diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông, nhất là đối với phụ huynh học sinh. Những hình ảnh này được phóng viên ghi nhận vào giờ tan học tại khu vực trước cổng trường Trung học cơ sở Chu Văn An, nằm trên đường 30 tháng 4, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Nơi đây thường xuyên xảy ra tình trạng phụ huynh đón con đỗ xe tràn lan, chiếm dụng lòng đường gây ùn tắc giao thông. Tương tự, tình trạng này cũng diễn ra trước các cổng trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm, trường tiểu học Cái Khế cùng nhiều trường khác. Còn tại các điểm trường học dọc trên quốc lộ 91 cũng xảy ra tình trạng mất trật tự an toàn giao thông do các phương tiện có trọng tải lớn thường xuyên di chuyển vào giờ tan trường. Theo Ban An toàn giao thông thành phố Cần Thơ, qua công tác khảo sát, Ban đã tiến hành lên kế hoạch lập lại trật tự an toàn giao thông trước các cổng trường này. Qua cái công tác khảo sát của Ban An toàn giao thông thì chúng tôi đang xây dựng cái kế hoạch là lập lại trật tự an toàn giao thông trước cổng trường như là trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm, trường Trung học cơ sở Lương Thế Vinh, trường Tiểu học Cái Khế, v.v. Còn đối với những cái trường mà dọc theo cái tuyến quốc lộ 91 thì tình trạng là mất trật tự an toàn giao thông do là các phương tiện có trọng tải lớn như là xe siêu trọng siêu trường, xe có trọng tải lớn đó thì lưu thông vào những cái giờ mà học sinh tan trường á hoặc là đưa đón học sinh thì đang có tình trạng là mất an toàn giao thông, một cái nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cao. Thì đối với những cái cụm trường này thì Ban An toàn giao thông thành phố đã có cái kế hoạch để lắp thêm những cái cụm gờ giảm tốc cũng như là bố trí thêm biển cảnh báo từ xa. Kể cả có những cái trường sẽ được tổ chức bằng hệ thống đèn tín hiệu giao thông, rồi đèn chớp vàng. Trong tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường, Ban An toàn giao thông thành phố đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức các buổi tuyên truyền chuyên đề học sinh với an toàn giao thông năm 2024 nhằm giáo dục các nội dung về an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới và một số lưu ý để tham gia giao thông an toàn cho học sinh.